Bitcoin tăng giá 5 ngày liên tiếp, chính thức vượt mốc 6 USD. Theo số liệu trên sàn giao dịch Bitfinex, giá đồng tiền số Bitcoin đã chính thức vượt qua mốc 6.000 đô la Mỹ, mức cao nhất trong vòng nửa năm qua, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018. Tại thời điểm 11 giờ sáng nay, Bitcoin được giao dịch sát mốc 6.100 đô la Mỹ, tăng khoảng 4,4% trong vòng 24 giờ qua và đây đã là ngày tăng giá thứ năm liên tiếp của Bitcoin giá trị của Bitcoin hiện đã quay lại ngưỡng 100 tỷ USD. Cách đây một tháng, vào ngày mùng 2 tháng 4, Bitcoin cũng đã có ngày tăng vọt, khi giá từ 4.200 đô la Mỹ tăng hơn 20% lên 5.100 đô la Mỹ và khiến nhiều người tin rằng đồng tiền số này đang trên đà hồi sinh. So với thời điểm đầu năm, giá Bitcoin hiện đã tăng khoảng 60%. Cùng với Bitcoin, nhiều đồng tiền lớn khác cũng đã liên tục tăng giá những ngày vừa qua với mức tăng đều đặn vài phần trăm mỗi ngày. Trên bảng xếp hạng của CoinMarketCap, Ethereum vẫn là đồng tiền số lớn thứ hai với giá trị 17,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba là Ripple, giá trị 13 tỷ USD. Bitcoin cắt tăng giá tới gần 8% trong 24 giờ giờ qua và nâng vốn hóa lên 5,2 tỷ đô la Mỹ, đứng ở vị trí thứ tư. Trong khi đó, trên một sàn giao dịch, Bitcoin được giao bán tại mức giá 133,2 triệu đồng và giao mua ở mức 131 triệu đồng.